Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với kênh Thảo Dược Cái Dao. Hôm nay clip này tôi sẽ gửi đến các bác một số cái hình ảnh cũng như là một số những cái thông tin về một loại thảo dược cũng như là độc dược mà được người dân tộc Dao sử dụng để xoa bóp. Thưa các bác, là lời đầu tiên trong cái clip này thì tôi muốn nhắc đến cái cây thuốc này là một cây thuốc rất độc, nằm trong cái thuốc độc bảng A trong cái những cái vị thuốc độc nhất của Việt Nam cũng như là trên thế giới. Vâng, thưa các bác, đây chính là cây thảo ô, hoặc là hay còn gọi là cây ô đầu. Vâng, người dân tộc Dao chúng tôi gọi cây này là cây thảo u. Vâng, thảo u, thảo ô, đây là chúng ta mượn từ bên Trung Quốc. Để tôi phải nói với các bác là cái thảo ô là chúng ta mượn của cái mượn tên gọi của Trung Quốc các bác nha. Tại vì là thảo ô và lại thảo u là tiếng địa phương của chúng tôi, và tiếng địa phương của chúng tôi là chúng tôi cũng mượn của bên Trung Quốc, và thảo ô là một cái tên Hán Việt đấy. Để biết được rằng là cây này là một cái loại cây ở bên Trung Quốc cũng có rất là nhiều. Và thưa bác, là cũng không để mất thời gian của bác nữa, tôi đi vào trực tiếp cái vấn đề về cây thảo ô này. Như các bác thấy, đây là một cái loại cây có dược tính cũng như là có độc tính rất là mạnh. Và những cây này là tôi đã trồng được gần 1 năm rồi. Ngày trước tôi chỉ đi mua cái củ của nó. Đấy, củ của nó chúng ta gọi là củ mẹ thì chúng ta gọi là ô đầu. Còn những cái củ con, những cái rễ này, rễ con đây này là chúng ta gọi là phụ tử. Vâng. Tôi mua về trồng với mục đích là đến tận hôm nay ấy, mục đích chính là tôi để đăng để quay clip này giới thiệu cho tất cả các bác biết đến cái cây ô đầu này. Vâng, cây này thì được người dân địa phương chúng tôi sử dụng để ngâm rượu để mà xoa bóp các bác nhá, chứ không, tuyệt đối là không được uống. Vâng, uống là gọi là cũng đi trầu diêm vương, nên nó thẳng ra là như vậy. Ngoài ra thì có một số những cái thông tin trong một số những cái cuốn sách thì cây này chúng ta vẫn có thể sử dụng để sắc uống được, nhưng mà phải qua một cái quá trình chế biến rất là kỳ công, cửu trưng cửu sái, 9 lần đồ 9 lần phơi. Nhưng mà vẫn người ta vẫn rất là ít, rất là ít khi sử dụng, cũng để nói chung là cũng để mà phòng cho bản thân thôi, để phòng nó bị ngộ độc. Đấy. Còn những cái cây này về cái công dụng thì chúng tôi những cái trường hợp mà bị đau những cái khớp ngón tay này, đấy, bị đau lưng này, đầu gối này, đau cẳng chân này, đấy, thì chúng ta dùng cái cây thảo ô này, thảo u này để mà xoa bóp các bác nha. Xoa bóp thì cây này nó khá là nóng. Đấy, trong quá trình sử dụng thì chúng ta cảm nhận được cái vị nóng của cây thuốc này. Nó rất là nóng. Và đây các bác có thể nhìn thấy rõ được cái lá của nó xẻ thùy. Vâng, nó lá chia làm 3 này, xẻ thùy thành 3 lá này. Vâng, nó có cái răng nó xẻ rất là sâu đây các bác này. Đấy, nó mặt dưới thì nó rất là bóng, còn mặt trên thì nó hơi có lông một chút. Vâng, tổng thể toàn cây là nó một màu xanh. Cây này nó cao khoảng 1m2 đến 1m3. Và từ tháng 8 đến tháng 9
nó chuẩn bị nó ra hoa, hoa của nó màu tím các bác nhé. Và còn củ của nó thì đây, củ của nó giống như cái củ ấu ấy, đấy, củ ấu. Và đây tôi chia sẻ cho các bác một số những cái hình ảnh như vậy thôi. Hy vọng các bác đừng sử dụng sai mục đích. Và cây này tôi nói lại một lần nữa là chúng ta chỉ sử dụng để xoa bóp chứ không dùng để uống. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này. Nếu các bác thấy clip này ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like. Đồng thời để lại một số những cái dòng bình luận phía bên dưới về cái cây thuốc này, để cho tôi còn hoàn thiện hơn trong những cái cây thuốc tiếp theo. Ở chỗ các bác sử dụng cây thuốc này để làm gì thì các bác vui lòng bình luận phía bên dưới để tôi và mọi người được biết. Còn bây giờ tôi sẽ cho các bác xem một số cái hình ảnh về cái cây thảo ô, là để các bác nhận dạng rõ hơn các bác nhé. Và xin cảm ơn tất cả các bác.